Giáo hội Công giáo tại Việt Nam hiện tại được tổ chức theo không gian địa giới, gồm có 3 giáo tỉnh là Giáo tỉnh Hà Nội, Giáo tỉnh Huế và Giáo tỉnh Sài Gòn, mỗi giáo tỉnh nêu trên lại được chia thành các giáo phận cùng một tổng giáo phận. Hiện nay, Việt Nam có tất cả 27 giáo phận, gồm 3 tổng giáo phận là các giáo phận có vai trò quan trọng trong lịch sử, và 24 giáo phận còn lại, đứng đầu mỗi tổng giáo phận là một tổng giám mục có thể mang thêm tước hồng y, đứng đầu mỗi giáo phận là một giám mục. Những địa phận tông tòa được thành lập sớm nhất ở Việt Nam vào năm 1659. Hiện nay, tên của các giáo phận ở Việt Nam được đặt theo địa danh có tòa giám mục và nhà thờ chính tòa. Một tổng giáo phận Hà Nội thành lập năm 1659-1960, giám mục quản nhiệm Giuse Vũ Văn Thiên, nhà thờ chính tòa Thánh Giuse, ngày mừng lễ bổn mạng 19 tháng 3, diện tích 7.000 km2, số linh mục 324, số giáo sứ 148, số giáo dân 314.246, nguồn ước tính năm 2017. Giáo phận Bắc Ninh thành lập năm 1883, giám mục quản nhiệm Cosma Hoàng Văn Đạt, nhà thờ chính tòa Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, ngày mừng lễ bổn mạng 7 tháng 10, diện tích 2.221 km2, số linh mục 132, số giáo sứ 108, số giáo dân 133.156, nguồn ước tính năm 2015. Và giáo phận Bùi Chu thành lập năm 1848, giám mục quản nhiệm Tôma Vũ Đình Hiệu, nhà thờ chính tòa Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, ngày mừng lễ bổn mạng 7 tháng 10, diện tích 1.350 km2, số linh mục 212, số giáo sứ 159, số giáo dân 412.539, nguồn ước tính năm 2017. Giáo phận Hà Tĩnh thành lập năm 2018, giám mục quản nhiệm Phaolô Nguyễn Thái Hợp, nhà thờ chính tòa Tổng lãnh Thiên thần Mikael, ngày mừng lễ bổn mạng 29 tháng 9, diện tích 14.091 km2, số linh mục 93, số giáo sứ 96, số giáo dân 241.112. Năm giáo phận Hải Phòng thành lập năm 1679, giám mục quản nhiệm chống tòa, giám quản tông tòa Giuse Vũ Văn Thiên, nhà thờ chính tòa Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, ngày mừng lễ bổn mạng 7 tháng 10, diện tích 9.079 km2, số linh mục 98, số giáo sứ 92, số giáo dân 134.846, nguồn ước tính năm 2017 và năm 2019. Giáo phận Hương Hóa thành lập năm 1895, giám mục quản nhiệm chống tòa, giám quản tông tòa Phêrô Nguyễn Văn Viên, nhà thờ chính tòa Thánh Teresa Hải Đồng, ngày mừng lễ bổn mạng 1 tháng 10. Diện tích 55.000 km2, số linh mục 129, số giáo sứ 116, số giáo dân 240.000, nguồn ước tính năm 2017.
7. Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng thành lập năm 1939, giám mục quản nhiệm Dư Xe Châu Ngọc Chi, nhà thờ chính tòa Thánh Đa Minh, ngày mừng lễ bổn mạng 8 tháng 8, diện tích 18.359 km², số linh mục 31, số giáo xứ 22, số giáo dân 6.227. Giáo phận Phát Diệm thành lập năm 1901, giám mục quản nhiệm chống tòa, giám quản tông tòa Giuse Nguyễn Năng, nhà thờ chính tòa Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, ngày mừng lễ bổn mạng 7 tháng 10, diện tích 1.787 km², số linh mục 115, số giáo xứ 79, số giáo dân 154.167, nguồn ước tính năm 2017. Giáo phận Thái Bình thành lập năm 1936, giám mục quản nhiệm Phêrô Nguyễn Văn Đệ, nhà thờ chính tòa Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày mừng lễ bổn mạng 15 tháng 6, diện tích 2.221 km², số linh mục 132, số giáo xứ 108, số giáo dân 133.156, nguồn ước tính năm 2017. Giáo phận Thanh Hóa thành lập năm 1932, giám mục quản nhiệm Giuse Nguyễn Đức Cường, nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày mừng lễ bổn mạng 8 tháng 12, diện tích 11.700 km², số linh mục 133, số giáo xứ 73, số giáo dân 149.105, nguồn ước tính năm 2018. Một giáo phận Vinh thành lập năm 1846, giám mục quản nhiệm An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Lên Trời, ngày mừng lễ bổn mạng 15 tháng 8, diện tích 16.499 km², số linh mục 179, số giáo xứ 108, số giáo dân 282.254, nguồn ước tính năm 2018. Tổng giáo phận Huế thành lập năm 1850 đến năm 1960, giám mục quản nhiệm Giuse Nguyễn Chí Linh, nhà thờ chính tòa Trái Tim Cực Sạch Đức Mẹ, ngày mừng lễ bổn mạng 9 tháng 6, diện tích 9.773 km², số linh mục 182, số giáo xứ 87, số giáo dân 72.210, nguồn ước tính năm 2017. Giáo phận Ban Mê Thuột thành lập năm 1967, giám mục quản nhiệm Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, nhà thờ chính tòa Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày mừng lễ bổn mạng 15 tháng 6, diện tích 24.462 km², số linh mục 185, số giáo xứ 106, số giáo dân 440.942, nguồn ước tính năm 2017. Giáo phận Đà Nẵng thành lập năm 1903, giám mục quản nhiệm Giuse Đặng Đức Ngân, nhà thờ chính tòa Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày mừng lễ bổn mạng 15 tháng 6, diện tích
11.664 km², số linh mục 110, số giáo sứ 50, số giáo dân 72.495, nguồn ước tính năm 2017. Giáo phận Kon Tum thành lập năm 1932, giám mục quản nhiệm Aloisio Nguyễn Hùng Vị, nhà thờ chính tòa, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày mừng lễ bổn mạng 8 tháng 12, diện tích 25.240 km², số linh mục 160, số giáo sứ 88, số giáo dân 342.281, nguồn ước tính năm 2018. Giáo phận Nha Trang thành lập năm 1957, giám mục quản nhiệm Giuse Võ Đức Minh, nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Vua, ngày mừng lễ bổn mạng 25 tháng 11, diện tích 9.486 km², số linh mục 234, số giáo sứ 110, số giáo dân 220.000, nguồn ước tính năm 2018. Giáo phận Quy Nhơn thành lập năm 1659, giám mục quản nhiệm Matthew Nguyễn Văn Khôi, nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Lên Trời, ngày mừng lễ bổn mạng 15 tháng 8, diện tích 16.194 km², số linh mục 119, số giáo sứ 56, số giáo dân 73.212, nguồn ước tính năm 2018. Tổng giáo phận Sài Gòn thành lập năm 1844 đến năm 1960, giám mục quản nhiệm Giuse Nguyễn Năng và giám mục phụ tá Louis Nguyễn Anh Tuấn, nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày mừng lễ bổn mạng 8 tháng 12, diện tích 2.093 km², số linh mục 724, số giáo sứ 203, số giáo dân 688.710, nguồn ước tính năm 2018. Giáo phận Bà Diện thành lập năm 2005, giám mục quản nhiệm Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, nhà thờ chính tòa Thánh Giacobbe và Thánh Philippe, ngày mừng lễ bổn mạng 3 tháng 5, diện tích 1.988 km², số linh mục 220, số giáo sứ 74, số giáo dân 268.371, nguồn ước tính năm 2018. Giáo phận Cần Thơ thành lập năm 1955, giám mục quản nhiệm Stefano Chi Bửu Thiên, nhà thờ chính tòa Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày mừng lễ bổn mạng 15 tháng 6, diện tích 13.423 km², số linh mục 240, số giáo sứ 139, số giáo dân 191.462, nguồn ước tính năm 2018. Giáo phận Đà Lạt thành lập năm 1960, giám mục quản nhiệm Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, nhà thờ chính tòa Thánh Nicola Bari, ngày mừng lễ bổn mạng 6 tháng 12, diện tích 9.774 km², số linh mục 297, số giáo sứ 105, số giáo dân 378.367, nguồn ước tính năm 2018.
22, Giáo phận Long Xuyên, thành lập năm 1960, Giám mục quản nhiệm, Du xe Trần Văn Toản, nhà thờ chính tòa, Nữ Vương Hòa Bình, ngày mừng lễ bổn mạng, 22 tháng 8, diện tích 10.256 km², số linh mục 297, số giáo sứ 186, số giáo dân 233.742, nguồn ước tính năm 2018. Giáo phận Mỹ Tho, thành lập năm 1960, Giám mục quản nhiệm, Phêrô Nguyễn Văn Khảm, nhà thờ chính tòa, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày mừng lễ bổn mạng, 8 tháng 12, diện tích 9.262 km², số linh mục 141, số giáo sứ 94, số giáo dân 137.260, nguồn ước tính năm 2018. Giáo phận Phan Thiết, thành lập năm 1975, Giám mục quản nhiệm, Giuse Đỗ Mạnh Hùng, nhà thờ chính tòa Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày mừng lễ bổn mạng, 15 tháng 6, diện tích 7.828 km², số linh mục 178, số giáo sứ 95, số giáo dân 185.843, nguồn ước tính năm 2018. Giáo phận Phú Cường, thành lập năm 1965, Giám mục quản nhiệm, Giuse Nguyễn Tấn Tước, nhà thờ chính tòa Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày mừng lễ bổn mạng, 15 tháng 6, diện tích 9.543 km², số linh mục 163, số giáo sứ 105, số giáo dân 157.008, nguồn ước tính năm 2018. Giáo phận Vĩnh Long, thành lập năm 1938, Giám mục quản nhiệm, Phêrô Huỳnh Văn Hai, nhà thờ chính tòa Thánh Anna, ngày mừng lễ bổn mạng, 26 tháng 7, diện tích 6.772 km², số linh mục 214, số giáo sứ 211, số giáo dân 209.271, nguồn ước tính năm 2018. Giáo phận Xuân Lộc, thành lập năm 1965, Giám mục quản nhiệm, Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục phụ tá, Gioan Đỗ Văn Ngân, nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Vua, ngày mừng lễ bổn mạng 25 tháng 11, diện tích 6.439 km², số linh mục 562, số giáo sứ 248, số giáo dân 961.186, nguồn ước tính theo niên giám năm 2017 của Tòa Thánh. Trích nguồn từ trang web Bách Khoa Toàn Thư mở cập nhật số liệu của 27 giáo phận tại Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã xem.